Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ để lon nước ngọt này ngoài sân xem hiện tượng gì sẽ xảy ra. Mình cũng muốn thử xem lon nước ngọt này có thể nhử được ong hay không. Và mình sẽ quay cảnh quay những chú ong bay đến đây để hút cái nước ở cái vỏ lon nước ngọt này. Các bạn hãy đón xem những chú ong làm gì với lon nước ngọt này nhé. Thank you.